Đó, mình dí vô luôn nè. Đó. Rồi. Mình cho nó chạy lại cho anh em xem nè. Đó. Hi, xin chào anh em ha. Hôm nay tiếp tục về Xpin, mình làm video chia sẻ anh em. Rồi, anh em nào xem video giải trí thì vui lòng cho mình một like, một đăng ký. Mình xin cảm ơn. Anh em có thể liên hệ thông tin mà để góc trái màn hình nha. Và anh em có thể tham khảo thông tin ở trong phần mô tả. Mình cũng có một cái trang Shopee. Rồi, cảm ơn anh em. Hôm nay mình về khoảng 1500 pin Samsung 20R nha anh em. 20R, hàng này là hàng chưa qua sử dụng. Hàng rất là đẹp. Đó. Hàng đẹp thì nói chung là lấy giá nó hơi cao nha anh em. Giờ về mình khui trực tiếp cho anh em xem luôn nè. Đây. Này gói kỹ quá. Không biết cái thùng nó nằm đâu. Pin này là Samsung, dung lượng 2000, xả 22A. Pin Samsung thì mình chuyên mấy cái dòng này nên là mình hay lấy những cái dòng này cho anh em. Đây. Mình khui thử cho anh em xem. Này là Samsung 20R. Nội trợ của thằng này là khoảng 12 13. Pin này là pin chưa qua sử dụng. Đó, bao anh em là chưa qua sử dụng luôn. Bao anh em chưa qua sử dụng coi như là pin mới rồi. Hàng này là hàng tháo khối nhưng mà là chưa qua sử dụng nha anh em. Đó, tháo trong cái khối chưa qua sử dụng. Rồi, mình lấy cái đồng hồ. Đồng hồ mình bỏ đâu à? Đây, mình lấy đồng hồ mình đo cho anh em xem. Đo ngẫu nhiên nha. Đó, nội trợ 13.15. F là 3.58. Mình đo viên khác cho anh em xem. Đó, 13.0. Lô này là nội trợ 12-13. Nhưng mà 13 rất là thấp nha anh em. Không có 13 cao. 13 tầm 13.5 trở lại thôi. Thì tại vì cái lô chưa qua sử dụng thì nội trợ nó rất là thấp. Hàng này để lâu thì có thể nó tăng nhẹ nội trợ. Nhưng mà khi qua anh em sạc xả một lần rồi thì nội trợ nó sẽ giảm nha. Đó, đó là theo kinh nghiệm của mình. Nội trợ 12-13 nha anh em. Rồi. Thì pin này thì nói chung là giá nó cũng hơi cao. Bán lẻ anh em là khoảng 28.000 một viên nha. Anh em lấy số lượng 50 đến 100 viên thì inbox mình báo giá tốt nha. Rồi mình cũng khui ngẫu nhiên cho anh em xem thôi. Lô này là nội trợ 12-13. Khui thùng khác nữa cho anh em xem ơi. Số lượng khoảng 1.500 viên nha anh em. Hiện tại thì Sony 5D và các loại pin khác thì mình vẫn còn, chỉ có 25R thì hiện tại cũng hết luôn anh em. 25R thì hết hàng luôn rồi. Sony 5D thì cũng còn vài trăm. Rồi đây, mình đo thùng khác cho anh em. Đó, nội trợ 12-13. Áp thì rất là đều nha, 3.58. Pin này thì bao chất như pin mới rồi. Anh em có nhu cầu thì liên hệ. Mình mua thì mua những cái lô pin nó đa số là nó còn như gần như là mới để đóng pin và để bán lại cho anh em nha. Đó, nên là anh em có nhu cầu pin mà chất lượng cao thì liên hệ mình nha. Còn mấy cái loại pin rẻ rẻ mình không có nhập nha anh em. Anh em tham khảo mấy cái pin bên mình thì anh em cũng quen rồi đó. Mình nhập pin thì đa số là gần như là mới cho anh em. Rồi, mình quay mấy cái loại pin khác. Mình có cái khối pin này, hiện tại cũng còn đâu vài chục khối. Khối pin này là khối 12V 3S 3B, hôm bữa cũng giới thiệu anh em rồi á. Thì hôm bữa có hứa anh em là làm cái clip chập cái cục pin này để cho anh em xem. Bây giờ mình làm luôn. Khối này hiện tại mình đang bán là 300.000 nha. 3S 3B pin Samsung 35E, để mình lấy cái cục pin. Đây, bên trong nó là pin Samsung 35E chưa qua sử dụng. Mình có đo nội trở thử rồi. Ở đồng hồ đâu ta. Khối này là Samsung 35E. Nội trở của nó là khoảng 20 này. Đó, anh em nhìn nè. Hàng chưa qua sử dụng nhưng mà nó nằm trong khối. Và nó có cái mạch 12V 3S 3B. Đó, cái mạch nó nằm ở bên hông đây. Anh em mua về tận dụng luôn cái mạch. Rồi rất là ok. Khối này mình bán anh em là 300.000 nha. Thì lúc trước là chuyển khoản bao ship nha, nay là mình không có bao ship nữa nha. Đó, bây giờ là khối này 300.000 là không bao ship nha.
Thì mình test cho anh em xem cái mặt của nó này, rất ok nha. Không phải gì, không phải dễ hư mặt đâu. Đây anh em nhìn nè, mặt này nó có chức năng bảo vệ là chống chập luôn nè. Đây cái quạt mình là mình đút vô là nó đang chạy nè, anh em có thể nhìn thấy không? Đó, nhìn thấy nó đang chạy nè. Rồi mình rút ra hai cái đầu dây này, hai đầu dây này, hai đầu dây pin này, mình chập vô nè, anh em nhìn nè, đó nó nẹt lửa nè, đó mình dí vô luôn nè, đó. Rồi mình cho nó chạy lại cho anh em xem nè. Đó, cái mạch này rất là ok nha, nó không dễ gì hư nên là anh em mua về anh em tận dụng luôn cái mạch, là nó rất là tiết kiệm, anh em không phải đóng lại. Cái này anh em mua về là để sử dụng cho áo điều hòa, quạt, ở đèn các kiểu vân vân. Nhưng lưu ý anh em rằng cái này là không sử dụng được cho bình thuốc sâu, tại vì cái mạch này, cái dòng của nó em mình nghĩ nó rất là thấp, khoảng 7A đến 10A thôi. Nên là anh em sử dụng bình thuốc sâu á là nó sẽ ngắt, cái mạch này nó quá tải nó sẽ ngắt, nó bảo vệ cái pin đó. Rồi khối pin này là 300.000, hôm trước chuyển khoản bao ship nhưng hôm nay là không bao ship nha. Rồi hiện tại mình còn cũng vài chục khối, anh em có nhu cầu liên hệ, anh em có thể mua về tận dụng, hoặc anh em mua về anh em thay cái mạch cũng được. Đó, anh em thay cái mạch 3S30A VB3.1 vô đây là anh em có thể sử dụng cho bình thuốc sâu đó. Rồi lý sen thì hiện tại cái quạt này mình còn đúng hai cái nha, hai cái thôi. Anh em có nhu cầu liên hệ, hai cái mình về 10 cái nhưng mình bán cũng còn được hai cái. Anh em có nhu cầu liên hệ. Và mình giới thiệu sơ mấy cái loại phụ kiện cho anh em nào mà chưa biết thì tham khảo. Cái vỏ 10 cell, 5 cell và 15 cell thì mình đều có. Lẻ thì loại 10 cell này là 35.000, 10 cái là 30. Anh em có nhu cầu thì liên hệ mình. Mặt 65ADX, loại này là lẻ 35.000, 10 cái là 300. Anh em 10 cái là 30.000 đó, là nhân cho 10 cái là 300 đó. Còn loại này thì 45.000, loại này V3.1 cũng 45.000. Anh em có nhu cầu liên hệ. Mình lướt nhanh nè, ly sen thì mình cũng còn 200, ly sen thì lẻ 25.000, anh em lấy thùng thì inbox mình báo giá tốt. Sony 5D thì hiện tại mình cũng còn hai loại, ở đó đa số là nội trợ 10 thì lấy anh em là 37.000, còn nội trợ 11 là 32.000. Anh em 11 là 11 nhỏ thôi, 11 nhỏ xíu thôi đó. Nên là anh em có nhu cầu liên hệ, cũng có lớn nhưng mà nó cũng lác đác vài viên thôi anh em. Rồi Samsung 29E, 29E thì lấy anh em 25.000. Còn cái này là ly sen 217 nha, ly sen 217 này, hàng này rất là đẹp nha anh em. Cái lô mình về là mình mua là nội trợ nó là 89, nhưng mà về mình đo đa số là nội trợ là 89 thì bây giờ không còn nữa rồi. Chỉ lác đác một vài viên chính thôi nhưng mà cũng hết rồi. Bây giờ mình đo thử cho anh em xem nè. Ly sen nha, nội trợ 8 nha. Đó, 8.5, 8.7, 8.9 gì đó. Ly sen 217. Pin này bây giờ mình bán anh em là 28.000 một viên nha. 28.000 một viên nội trợ 8 nha. Mình rinh một thùng ra đo cho anh em xem. Lô pin này nó về nó quá bất ngờ. Mình mua nội trợ họ báo là 89 nhưng mà về đo là toàn là nội trợ 8. Đó, 8.5. Về đo toàn nội trợ 8 anh em. Đó, 8.5. Viên này là bây giờ là 28.000 một viên nha. Đó, nó khác với lại những loại ly sen khác. Nên là anh em mua cái loại mà 23, 25.000 thì mua, còn cái loại này là 28.000. Cái đồng hồ bị gì rồi? Đó, 8.9 nè, 8.8. Rồi thì mình có giới thiệu qua một số khối pin như vậy á, anh em có nhu cầu liên hệ. Hôm nay tiếp tục nhận một cái đơn hoàng, cũng khui đơn hoàng cho anh em xem luôn. Đơn hoàng này là ông khách này ổng đặt mình cục pin Makita, mình chưa khui luôn. Ảnh nói là tới nơi là nhận đút vô máy nó không chạy, nhưng mà anh cũng không có gọi điện cho mình luôn. Ảnh báo shipper xong rồi trả về luôn. Máy này là kiểu anh đặt hàng nhưng mà giống như đặt hàng thăm dò á, pin tới nơi rồi anh báo không chạy. Giờ mình tháo trực tiếp mình thử cho anh em thử nó có chạy không nha.
Thẩm mình lấy cái máy. Rồi đây anh em, mình đo thử có chạy không. Đây có điện đàng hoàng đây mà sao không chạy. Đó. Đây là khách cố tình là đặt hàng không nhận, chứ không phải là không chạy. Đó, ảnh tới nơi ảnh test được, ảnh còn lấy cái tù vít ảnh cậy ảnh bấy ra ảnh xem này. Đấy. Rất là mất dạy. Cái này á, là mình đóng, mình siết ốc. Đó, siết ốc vô đây, siết hai con ốc đây, mà tới nơi ảnh lấy tù vít ảnh bấy này. Đó, ảnh bấy ra, cố tình ảnh bấy ra, rất là mất dạy anh em. Bây giờ mình mới có mở ra mình thấy này. Đó, pin của người ta đem tới nơi mà anh lấy tu vít anh bấy nè, anh bấy em bấy nè, rõ ràng mình siết ốc đây không mở, không mở coi mà bấy hai con ốc chéo đây, rất là mất dạy. Đó, cục pin này là mình ship tới là không cho bắt ảnh cọc, nhưng mà tới nơi là anh bấy anh coi xong rồi anh trả lại, nhưng mà bấy không được cũng không mở. À, những thành phần này đúng là anh em phải né xa. Lần sau để video xong mình sẽ cập nhật cái thông tin. Thì nói chung là đây là trường hợp, đây là mình bị bơm luôn nha. Đó, khách này đặt hàng là mình cũng không bắt cọc, mà tới nơi cũng dở cái trò này á. Nên là nhiều lúc bây giờ mua hàng á, nhiều lúc mình cứ bắt anh em là cọc á, cũng không phải là gây khó khăn anh em đâu. Nhiều người người ta họ rất là xấu trong cái việc mà mua hàng. Đó, họ tới nơi họ banh ra này để cho anh em xem, họ banh ra như vậy đó, giống như là anh tới coi thử mình đóng cái gì trong này rồi xong mà cũng không được, cái là anh trả về đó, không nhận luôn, mất dạy. Rồi thôi, nói chung là buôn bán không tránh được những cái trường hợp này. Hôm nay mình quay lướt mấy khối pin như vậy á, mấy cái loại pin như vậy á, anh em có nhu cầu ủng hộ mình quay mấy khối pin hôm nay mình đóng để anh em tham khảo. Đóng được hai cái lõi ly xin xám 10 cell, một cục 5D. À, cục này là Samsung 25R 15 cell. Cục này là 5D. Cục này là MC1 xài cho quạt nha anh em. Đó. Hai cục 5D Hitachi 12V. Và ba cái cục này là Samsung 29E pin 12V cho khách sử dụng quạt đèn đồ. Đó, hai khách đặt. Rồi, anh em có nhu cầu mua pin hay đóng pin gì đó, liên hệ mình tư vấn thêm nha. Rồi, cảm ơn anh em. Anh em xem video nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.